Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cường biết các bạn đang rất phân vân không biết mua For Aerox phiên bản nào, đặc biệt là hai phiên bản Titanium 2 cầu và phiên bản Titanium 1 cầu. Hai chiếc xe này gần như có cái phần ngoại hình giống nhau đến 95% các bạn. Còn về những cái công nghệ nội thất hay những cái tiểu tiết, những cái chi tiết gì khác nhau như thế nào, Cường mời các bạn xem với Cường hết video ngày hôm nay. Cường sẽ so sánh chi tiết cho các bạn mẫu For Aerox Titanium phiên bản 2 cầu và mẫu For Aerox Titanium phiên bản 1 cầu. Để cho các bạn xem xong video này, các bạn đang lăn tăn thì các bạn có thêm những cái thông tin, có thêm những cái nhìn để mình đưa ra quyết định là mình nên chọn thêm phiên bản nào. Và nếu xem xong các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu về phần ngoại hình. Mình hãy tìm hiểu xem nếu như đứng ở phần ngoại hình thì mình sẽ phân biệt hai phiên bản này như thế nào và hai phiên bản này có sự khác nhau như thế nào. Đầu tiên ở phần đầu xe, Cường sẽ chỉ ra cho các bạn hai điểm để các bạn phân biệt rất rõ ràng. Thứ nhất ở cụm đèn, các bạn có thể thấy cụm đèn pha của phiên bản 2 cầu nhìn nó có phần là nó hiện đại, sang trọng và nhiều công nghệ hơn. Và rõ ràng là như vậy. Các bạn có thể thấy với cái cụm đèn này các bạn sẽ rất dễ dàng thấy hai cái điểm nhấn là hai cái projector, một cái là cốt, một cái là pha. Thì trên cái cụm đèn này các bạn sẽ có đầy đủ công nghệ, ví dụ như là mở góc chiếu, tự động điều chỉnh góc chiếu, tự động pha cốt, không làm chói mắt người đi đường. Đó là ba cái công nghệ nổi bật hơn so với lại phiên bản 1 cầu. Và cái thiết kế nó cũng khác các bạn, nhìn nó có vẻ là nó hiện đại, nó sang trọng hơn. Còn đối với lại phiên bản 1 cầu thì chúng ta vẫn có đèn pha bật tắt tự động, tuy nhiên không có điều chỉnh cái mở cái góc chiếu và điều chỉnh cái góc chiếu tự động, rồi là không có tính năng làm cho người đi đối diện không bị chói mắt, mà nó chỉ là đèn pha cốt tự động bình thường thôi. Và cũng sử dụng công nghệ hoàn toàn là full LED. Cả hai chiếc xe đều sử dụng công nghệ hoàn toàn là full LED. Và cái thiết kế nó cũng khác các bạn, nó sẽ không có cái tinh cầu projector mà chỉ sử dụng là chóa phản xạ cố định thôi các bạn. Đây, đây là tầng cốt nè, dưới này là tầng pha nè. Điểm khác biệt thứ hai đó là về cái ở phía dưới này, nó sẽ hơi quất một xíu. Tuy nhiên thì trên phiên bản i cầu chúng ta sẽ có cái radar, nó đảm nhiệm cái tính năng là adaptive. Và trên này nó sẽ có thêm cái cam 360 ở dưới logo. Còn ngược lại phiên bản 1 cầu thì không có. Đây các bạn có thể thấy ở trên phiên bản 1 cầu thì ở đây sẽ không có cam 360 và dưới này sẽ không có cái radar, nó trống vậy là các bạn. Nếu mà các bạn thấy hai chiếc xe này ở ngoài đường, các bạn chỉ cần nhìn vào hai cái điểm đó thôi là các bạn biết đâu là phiên bản 1 cầu và đâu là phiên bản 2 cầu, và rất dễ để nhận ra các bạn. Nhìn cái cụm đèn thôi là mình biết ngay rồi, còn lại toàn bộ giống y chang nhau. Ở phần bên hông Cường cũng chỉ cho các bạn về hai điểm khác biệt, nhưng mà hai điểm này nó sẽ hơi nhỏ một xíu, mình phải để ý một xíu thì mình mới thấy. Đó là cái mang cá. Mang cá của phiên bản 1 cầu sẽ là mang cá turbo, còn phiên bản 2 cầu sẽ là mang cá big turbo. Một điểm khác biệt thứ hai cũng rất nhỏ để các bạn nhận ra, đó là về cái phần cụm cam 360 ở phần bên hông. Thì các bạn nhìn một xíu thì mình sẽ thấy nó lồi lên. Đó, mình sẽ thấy nó lồi lên như thế này. Còn bên một cầu thì không có, nó là phẳng. Và trên cái gương chiếu hậu này thì cũng có nhiều công nghệ hơn. Bên này thì có tính năng là cảnh báo điểm mù ở đây. Còn bên này thì không có, một cầu thì không có cảnh báo điểm mù. Còn lại sấy điện, gập điện, chỉnh điện là giống nhau hết các bạn. Chỉ có khác nhau hai cái điểm đó. Ở phần đuôi xe thì gần như chỉ có một điểm khác biệt duy nhất thôi. Đó, các bạn nhìn đây, chỉ một điểm khác biệt duy nhất, đó là trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ có dòng chữ là 4x4. Còn trên phiên bản 1 cầu sẽ không có dòng chữ 4x4, chỉ có dòng chữ Titanium. Còn lại là hoàn toàn giống y chang nhau. Như vậy ở phần ngoại thất chúng ta sẽ có 5 điểm khác biệt, từ phần đầu xe bên hông cho đến phần đuôi xe, 5 điểm khác biệt nha các bạn. Bây giờ Cường mời các bạn bước vô bên trong phần nội thất để xem hai chiếc xe này có những gì khác biệt. Đây, Cường mời các bạn vô bên trong phần nội thất. Ở phần nội thất thì có tương đối là nhiều điểm khác biệt các bạn. Điểm khác biệt đầu tiên có thể nhận ra đó là cái màn hình sau vô lăng của phiên bản 1 cầu. Đây, Cường mở lên cho các bạn xem.
Phiên bản một cầu thì cái màn hình sau vô lăng sẽ là màn hình 8 inch. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ hơn, màn hình 8 inch, tức là nó không có tràn ra bên này, nó chỉ đến đây thôi. Còn bên này là kiểu như là cơ thôi. Còn lại 8 inch là bên trong sẽ là full LCD. Còn ở trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ có một cái màn hình nó bự hơn các bạn, nó tới 12 inch. Và cái độ phân giải của cái màn hình ấy nó cũng sắc nét hơn so với lại phiên bản 1 cầu các bạn. Và công nhận cái màn hình này nhìn nó sướng con mắt. Nhìn cái này nó sướng 10 thì bên 1 cầu nó chỉ sướng khoảng 5-6 rồi các bạn. Phải nói là bước qua phiên bản 2 cầu với là các bạn sẽ có một cái cảm nhận nó khác biệt hoàn toàn trên cái màn hình này luôn. Điểm khác biệt thứ hai đó là ở phần cần số. Chúng ta sẽ có cần số điện tử. Cần số điện tử nha các bạn. Trời ơi, nhìn cái cần số điện tử này nó dễ thương các bạn. Nó lùn lùn mà nó mập mập, nhìn nó úng nụ, nhìn nó cưng ghê luôn á. À, các bạn thích cái cần số này không? Hãy comment cho Cường cùng biết nha. Chứ Cường rất là mê cái cần số này luôn các bạn. Quá đẹp đi. Rồi ngoài ra có thêm cái module núm xoay của chế độ gài cầu 2H, 4H, 4L. Là các chế độ lái Prime Mode. Bên này thì đầy đủ cái nút hơn. Có thêm cái nút chip B ở đây. Trong cái tính năng là hỗ trợ là tìm điểm đỗ các bạn. Hỗ trợ lùi trùng tự động á. Còn lại ở cái phần lưng ngựa này là y chang nhau. Đây, Cường sẽ quay qua phiên bản 1 cầu cho các bạn so sánh. Trên phiên bản 1 cầu thì cần số sẽ là cần số cơ. Nó vẫn to nhưng mà nó sẽ dài hơn. Và mình chuyển số thì nghe nó kêu khực 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 khực. À, cái nấc B rồi mình mỗi lần chuyển mình sẽ có một cái khớp nghe cảm nhận rất là rõ ràng. Còn cần số điện tử thì nó chỉ là điện tử thôi cho nên nó dịu lắm các bạn, nó êm lắm. Còn trên đây thì chúng ta sẽ không có những cái nút kiểu như bên hai cầu, như là các nút vượt địa hình, các chế độ địa hình với lại cái nút hỗ trợ điểm đỗ thì không có. Còn bên này thì chỉ có cái nút tắt cảm biến phía trước nè, các chế độ lái nè, tắt cân bằng điện tử nè. Ở bên này cũng không có cái núm của cái chế độ gài cầu luôn. Còn lại là phần y chang nhau. Cái phần màn hình giải trí trung tâm thì kích thước bằng nhau luôn các bạn, 12 inch. Và cái độ phân giải là hoàn toàn giống nhau. Còn tất cả các tính năng còn lại thì trên phiên bản 1 cầu và 2 cầu là y chang nhau các bạn. Từ cái thiết kế bố trí, kích thước màn hình, cửa sổ trời, toàn cảnh là y chang nhau. Màu nội thất cũng y chang nhau. Những cái đường vân phối các thứ cũng y chang nhau. Chỉ khác nhau hai điểm Cường vừa mới chia sẻ cho các bạn vừa rồi. Đó, các bạn nhìn lại một lần nữa đi. Đây là 1 cầu này, hồi nãy là 2 cầu. Đó, nó y chang nhau các bạn, không khác gì hết á. Thì khi mà bước vô phần nội thất thì chỉ cần đơn giản thôi, nhìn hai điểm, đó là màn hình sau vô lăng và cái cần số và một số các nút bấm khác trên cái phần lưng ngựa là các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là 1 cầu và đâu là phiên bản 2 cầu. Đó là những cái mà các bạn hoàn toàn có thể phân biệt bằng mắt thường. Ngoài ra hai chiếc xe này còn rất nhiều điểm khác nhau về mặt động lực học và công nghệ trang bị an toàn trên hai chiếc xe này rất khác nhau. Cường mời các bạn tìm hiểu tiếp với Cường. Khi các bạn mở nắp động cơ ra, ở đây là trên phiên bản 1 cầu nha, thì các bạn hãy hình dung này, đây nhìn đi, nhìn kỹ đây các bạn. Còn đây là trên phiên bản 2 cầu nè. Thì gần như trên phiên bản 2 cầu và phiên bản 1 cầu các bạn nhìn lướt qua nó sẽ rất giống nhau, gần như là không có sự khác nhau. Tuy nhiên nếu các bạn soi vô những cái chi tiết, các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được. Ví dụ như các bạn để ý xíu một xíu, để kỹ một xíu thì ở cái phần turbo này nè của cái phần động cơ 2 cầu á, nó có phần là nó phức tạp hơn. Còn về chi tiết cấu tạo như thế nào thì mình không thể nào mình biết được, bởi vì cái này là chuyên sâu về kỹ thuật rồi. Đây các bạn hãy nhìn cái cụm khu vực này đi, thì trên phiên bản 2 cầu nó có phần là nó phức tạp hơn nè các bạn, nhiều dây nhợ thứ hơn. Nhưng mà trên phiên bản 1 cầu này, qua phiên bản 1 cầu đó, nhìn cái turbo của nó có phần là nó đơn điệu hơn các bạn, nó chỉ có một cái cụm turbo này thôi. Còn trên kia là hai cụm turbo. Và nhìn dây nhợ các thứ thì trên phiên bản 1 cầu nó có phần nó gọn hơn, bởi vì bên kia thì 2 cầu thì nó cấu tạo phức tạp hơn các bạn. Còn về thông số kỹ thuật thì chắc chắn một sự khác biệt rất lớn. Trên đây là phiên bản 1 cầu cho nên sử dụng động cơ turbo đơn 170 mã lực và 405 Nm các bạn. Còn trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ sử dụng động cơ turbo kép 210 mã lực và 500 Nm. Cả hai động cơ này đều đạt được mắt tọt lực kéo lớn nhất tại 1750 vòng một phút. Tuy nhiên về phần hộp số thì nó sẽ khác nhau. Bên này do là động cơ biturbo cần một cái lực kéo lớn cho phiên bản 2 cầu để vượt địa hình cho nên nó sử dụng hộp số 10 cấp. Còn bên phiên bản 1 cầu sẽ sử dụng hộp số 6 cấp cho một cái sự vận hành mượt mà, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Tuy nhiên nếu mà đi đường trường, cứ băng băng đường trường tầm 100-120 thì rõ ràng là cái động cơ của cái hộp số của phiên bản 2 cầu sẽ cho chúng ta một cái tiết kiệm nhiên liệu hơn về mặt đường trường. Còn nếu mà chạy trong phố thì phiên bản 1 cầu nó sẽ tiết kiệm hơn nhờ cái hộp số 6 cấp. Và cái lực kéo thì Cường cũng nghĩ là phiên bản 2 cầu do hộp số 10 cấp cho nên cái tỷ số truyền đã được phân bổ tốt hơn, cho nên có một cái lực kéo tốt hơn ở phiên bản 2 cầu. Còn phiên bản 1 cầu thì cũng rất mạnh rồi nhưng mà sẽ không bằng phiên bản 2 cầu. Đó là về phần động lực học. Tiếp đến là hệ dẫn động do phiên bản 2 cầu, cho nên chúng ta sẽ có 3 chế độ gài cầu 2H, 4H và 4L, có khóa V-side cầu sau. Còn trên phiên bản 1 cầu thì chắc chắn 1 cầu sẽ không có các bạn. Và trên phiên bản 1 cầu chúng ta sẽ không có khóa V-side cầu sau luôn. Tiếp đến là chế độ lái. Trên phiên bản 1 cầu chúng ta sẽ có 4 chế độ lái, còn trên phiên bản 2 cầu chúng ta có tận 6 chế độ lái, có thêm chế độ đường bùn lầy và đường cát luôn các bạn, đường đá học luôn. Còn trên phiên bản 1 cầu chỉ là những cái chế độ thông thường, ví dụ như Eco, Sport, đường trơn trượt, đường trời mưa các thứ thôi, chứ không có nhiều chế độ lái và ưu việt bằng cái phiên bản 2 cầu này. Cho nên phiên bản 2 cầu hứa hẹn sẽ cho một cái khả năng vận hành cực kỳ sướng các bạn. Gần như là trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ không ngán bất cứ một cái thể loại địa hình gì các bạn. Cơ chơi cỡ nào là chơi tới luôn á, chứ không có sợ đâu. Còn trên phiên bản 1 cầu thì nhiều khi mình phải hơi rụt rè một xíu trong những cái điều kiện nó hơi khắc nghiệt đúng không ạ? Còn về công nghệ và trang bị an toàn, hỗ trợ lái các thứ thì gần như bên này là đỉnh núi của Ford Everest, còn bên này chỉ là lưng núi thôi các bạn. Nó khác nhau rất xa các bạn. Thì những cái công nghệ Cường không thể nào Cường nhớ hết những cái tiểu tiết, thì Cường xin liệt kê lại một lần nữa về tất cả những cái công nghệ mà trên phiên bản 1 cầu và so sánh với lại phiên bản 2 cầu. Thì các bạn hoàn toàn có thể thấy nó chênh nhau rất nhiều công nghệ. Thì Cường có thể điểm qua những cái công nghệ nổi trội. Ví dụ như trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ có tính năng là hỗ trợ phanh khẩn cấp, đánh lái, tránh va chạm khi gặp chướng ngại vật, một cái công nghệ cực kỳ hay. Công nghệ thứ hai, giữ làn đường, không cho xe đi lật làn đường. 1 cầu không có. Thứ ba là trên chiếc xe này có tính năng là cảnh báo và phanh khi chúng ta lùi ra mà gặp xe cắt ngang, lùi luôn nó cũng phanh luôn các bạn. Công nghệ thứ tư là giữ khoảng cách với lại xe phía trước, còn trên phiên bản 1 cầu thì không có, trong cái tính năng là Adaptive Cruise Control. Thứ năm nữa là trên cái Everest 2 cầu bổ sung thêm một tính năng nữa là Stop and Go. Tức là nếu các bạn set giữ khoảng cách bám đuôi lại xe phía trước á, xe phía trước dừng thì xe mình nó cũng dừng, xe phía trước đi nó cũng đi. Cái tính năng này rất hữu hiệu trong những cái tình huống mà chúng ta kẹt xe trên cao tốc hoặc là trong nội thành. Nó sẽ giúp cho chúng ta điều khiển cái xe nó dễ dàng hơn các bạn. Còn trên phiên bản 1 cầu thì chưa có cái đó các bạn. Rồi, một cái công nghệ thứ 6 cũng rất là nổi trội, đó là trên phiên bản 2 cầu chúng ta sẽ có cái tính năng là hỗ trợ lùi chuồng tự động. Thì cái tính năng này Cường nghĩ là ở Việt Nam sẽ ít xài, nhưng mà ở những cái điều kiện mà nó tốt, nó thuận lợi á, thì cái tính năng này sẽ rất là hay. Ở trên Ford Everest phiên bản mới thì cái tính năng này là tự động vô lăng và tự động ga luôn nha, chứ không cần phải can thiệp vào là chân ga hay chân số đâu. Mà việc lúc này các bạn chỉ cần làm là tìm điểm đỗ, bấm nút, xe tự động lùi vào và bước ra khỏi xe rồi. Không cần vô lăng hay số xếp các thứ luôn, nó sẽ tự động hoàn toàn luôn. Nó là thế hệ 2.0. Khi các bạn nhận lại tất cả những cái công nghệ đó thì các bạn phải bỏ ra số tiền trần 230 triệu đồng. Giá niêm yết thì nó chỉ trần 207 triệu thôi các bạn, nhưng mà giá lăn bánh thực tế xong xuôi hết thì nó trần khoảng 230 triệu. Để các bạn đánh đổi những cái công nghệ và những cái option, những cái trang bị đó, thì có thể nói với 230 triệu đó cùng thấy nó rất xứng đáng các bạn. Phải dùng cái từ đó là rất xứng đáng luôn. Nếu mà các bạn có tiền thì cứ 2 cầu mà chơi các bạn, cứ 2 cầu, bởi vì nó khác biệt quá nhiều các bạn. Điểm lại thì những cái phần ngoại thất thì Cường mình có thể mình bỏ qua đi, những cái đó thì mình có thể mình làm thêm được. Ví dụ như buồn mua cái cụm đèn của 2 cầu gắn qua 1 cầu được bình thường hết. Nhưng mà về phần động cơ, động lực học, hộp số, gài cầu, sao mình làm được. Về những cái công nghệ an toàn đi, thì mình có thể lên cho phiên bản 1 cầu một số những công nghệ an toàn cơ bản thôi, nhưng mà cái đó mình làm thêm, mình độ thêm, chứ nó không có bằng xe nguyên bản được. Nhưng mà có những thứ mình không thể nào mình làm thêm được. Cho nên là nếu mà để mà nói một vui một xíu thì nếu mà mua phiên bản này mà lên những cái option của phiên bản này, các bạn có cả tỷ các bạn không có lên được nữa. Cho nên là nếu mình đang phân vân về cái nhu cầu mà tài chính á, thì mình sẽ cân đo đong đếm một xíu. Nhưng mà nếu mà cái đụng đỉnh tiền trong túi á, thì thôi cứ 2 cầu mà chơi. Với lại một phần nữa là
nếu mà các bạn không cần những cái công nghệ đó, bởi vì có rất nhiều khách hàng người ta lái rất là cứng rồi và người ta thích cái cảm giác thật nhất của cái xe, tức là cái xe người ta muốn trải nghiệm một cái cảm giác lái chân thực đó. Thì trên phiên bản một cầu thì không có những công nghệ đó, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác đó, nó có phần là vừa tiết kiệm tiền mà ok, nó vẫn sử dụng một cách bình thường các bạn, nó không vấn đề gì hết, chứ không phải là chê một cầu nha. Tức là nếu mà mình lái mà mình cảm thấy không cần những cái tính năng này, à thôi tôi không cần, à, tôi lái bình thường thôi, thì ok, một cầu cũng quá ngon các bạn, quá ngon đi. Rồi tiếp theo nữa là nếu mà các bạn mà thường xuyên đi trong phố, mà đi lại hàng ngày, đi làm hàng ngày trong phố, thì một cầu nó có phần là nó ưu việt hơn. Thứ nhất là nó tiết kiệm về mặt lâu dài hơn nè. Thứ hai là cái hộp số 6 cấp thì vận hành trong những cái điều kiện kẹt xe đông đúc thì nó ngon hơn 10 cấp các bạn. Bởi vì 10 cấp các bạn vận hành trong phố thì liên tục nó nhảy số 1, số 2, số 3, số 4, nó rất là khó chịu và nó không có được mượt. Tuy là nó mượt hơn phiên bản trước đây, nhưng nếu mà so sánh với lại hộp số 6 cấp vận hành trong phố thì vẫn không mượt bằng hộp số 6 cấp và tiết kiệm bằng hộp số 6 cấp. Nhưng hộp số 10 cấp khi các bạn đi đường trường, các bạn vượt địa hình thì cái lực kéo của nó rất lớn và nó tối ưu cái tỷ số truyền rất tốt, cho nên nó sẽ tiết kiệm hơn khi chúng ta vận hành ở đường trường trên phiên bản 2 cầu và hộp số 10 cấp. Còn trên phiên bản 6 cấp turbo đơn thì nó vẫn tốt, nhưng mà nếu mà so thì sẽ không bằng. Tức là nếu mà mình cứ nhắm mắt mình chỉ biết cái xe này thôi thì mình rõ ràng là ok, quá ngon. Nhưng mà nếu mà mang ra để mà so sánh, mình đang so sánh thì nó không bằng. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng qua video này thì Cường sẽ giúp ích được cho các bạn một cái vấn đề gì đó khi các bạn đang còn lăn tăn giữa hai cái phiên bản này, để khi các bạn mua xe các bạn quyết định cái sự lựa chọn làm sao cho đúng nhất, phù hợp với lại cái nhu cầu của mình nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Và nếu các bạn có nhu cầu mà xem lại review chi tiết riêng cái phiên bản này hay là phiên bản này thì trong kênh của Cường có hết rồi các bạn, hoàn toàn vô kênh của Cường để mà lựa xem video nha, rất nhiều luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.